bây giờ là chuẩn bị bữa ăn sáng. Ăn sáng. Bây giờ là mấy giờ rồi? Ăn sáng, mình ăn sáng. Bây giờ hả? Bây giờ chắc không hợp. Cho bố đi không biết đi. Bây giờ 9:20. 9:20. Quán xá rất là đông. Đây là bánh gọt gốc vú sữa. Đây là quán bánh gọt gốc vú sữa. Ở đường Nguyễn Trường Tộ, gốc Hoàng Hoa Thám. Ở đường Nguyễn Trường Tộ, gốc Hoàng Hoa Thám. Đây là một quán bánh gọt rất là nổi tiếng. Quán bánh gọt này rất là đông. Quán này rất nổi tiếng ở Vũng Tàu, cũng là đặc sản của Vũng Tàu. Trời ơi trời, vui luôn. Chờ nãy giờ mà chưa có món ăn. Tranh thủ tự sướng, tự sướng nha. Em ơi. Cái bụng quá chứ. Cứ đến và đi, những người chờ đợi rất là đông, đợi nãy giờ chưa có. Quảng cáo bia đã xong, kết thúc cuộc chơi. Trời ơi, 25 ngàn đó. 25 ngàn, bye bye. Tạm biệt. Lát nữa sẽ đến tiết mục và món ăn dọn ra.